nhân diện tổ chức mới thế chân tập đoàn Tân Hoàng Minh tái khởi động những dự án đất vàng. Ramon Holdings vừa xuất hiện trên thị trường với tư cách nhà phát triển bất động sản với các dự án liên quan đến tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đáng chú ý, ba cổ đông lớn của công ty bao gồm bà Nguyễn Anh Sa 35%, ông Đỗ Hoàng Minh 35% và bà Phạm Thị Lan Phương 30%. Được biết, hai trong ba cổ đông là con của ông Đỗ Anh Dũng, cựu chủ tịch Tân Hoàng Minh. Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ doanh nghiệp là 10 tỷ đồng. Hiện tại, Smartland thông báo chính thức nhận booking dự án căn hộ Hà Nội Signature, giá bán dự kiến từ 180 đến 230 triệu đồng trên một mét vuông. Khảo sát của phóng viên cho thấy giá căn hộ tại khu vực phía Tây quận Tây Hồ đang tăng mạnh. Cụ thể, dự án căn hộ cao cấp đang có giá 80 đến 110 triệu đồng trên mét vuông. Thậm chí một căn duplex tại khu vực này đã cán mốc 220 đến 260 triệu đồng trên mét vuông. Ngoài dự án Hà Nội Signature dự kiến sắp mở bán, Ramon Holdings cũng đang có kế hoạch triển khai một loạt các dự án quy mô lớn. Năm 2024, doanh nghiệp này sẽ khởi động hai dự án khác tại Hà Nội.